Vâng, em chào các bác nhá. Đấy, mà trời lạnh cho các bác ơi. Đấy, trời lạnh rồi, sắm bếp mà từ đơn về ăn lẩu đi thôi. Đấy, nhà em hôm qua cũng vừa làm nồi lẩu ăn xong. Ui giời, công nhận là sướng các bác ạ. Mùa đông ăn cũng là sướng. Thêm gọi là vài cút rượu nữa. Ui, mấy hôm qua hai anh em thằng em rể nó xuống ăn cơm. Uống vài chén rượu vui thật, công nhận qua ăn phê. Trời tiết nó lạnh, ăn cái lẩu nó hợp dã man luôn đây nha. Thì hôm nay là ở đây em có hai con bếp từ đơn đấy, hai con bếp từ đơn đấy, để phục vụ các bác gọi là về ăn lẩu nhá. Đấy, hoặc là kiểu như dạng ai mà sống một mình ấy, hoặc là sống ít nhà ít người mà không dùng các cái bếp từ đôi ấy, thì mình dùng các bếp từ đơn này để đun nấu hàng ngày cũng rất là ok. Đấy, thì một con bên này là con bếp từ đơn của Hitachi và một con bên này là con bếp từ đơn của Mambi nhá. Đấy, Mambi thì cũng là một thương hiệu gia dụng của Nhật rất là nổi tiếng, các bác có thể nên thử search hãng Mambi Nhật thì nó sẽ ra rất là nhiều các cái sản phẩm của Mambi nhá. Và bên này là Hitachi thì em không phải nói nhiều về nó rồi. Hitachi thì đây là không chỉ là một thương hiệu của nội địa Nhật mà nó còn là một thương hiệu nó vươn tầm là quốc tế luôn. Đấy, Hitachi nhá. Thì nói về cái bếp Hitachi ở trước đi. Thì cái bếp Hitachi này thì là một cái bếp từ đơn mà hàng của nó còn rất là mới các thế này. Đấy, các cái phím bấm của nó này, các cái mặt bích của nó này. Đấy, con này thì nó là thuộc vào dạng hàng mà kiểu dạng trưng bày thôi, hoặc là ở các cái nhà dân người ta rất ít dùng. Đấy, nhà em lấy về. Để em lấy về cho các bác. Đấy, thì là các bác sử dụng những con bếp này thì là ai mà khó tính mà cần bếp nó phải đẹp, phải như mới thì lấy con này thì tuyệt vời luôn, các bác thấy không? Đấy nhé, độ mới còn rất là mới luôn, phải nó phải đạt tầm khoảng 98-99%. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, đáy đếc là không bị vỡ viết gì nhá. Đấy, mà Hitachi HIT31, con này là công suất 1.300W điện 100V các bác nhá, dòng 15A nhá. Đấy, dòng 15A HIT31. Con này thì đun nấu thì rất là sướng rồi. Đấy, bởi vì mức công suất của nó đề ra là bên hãng nó đã tính toán rất là kỹ để đảm bảo thứ nhất là độ bền cho cái bếp nó sử dụng ở đâu. Cái thứ hai là các cái bếp này thì là với mức bức công suất như này thì khi mà đun nấu nó thức ăn nó không chín quá nhanh, nó sẽ không làm mất các cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong thức ăn. Rau củ quả thì vitamin nó sẽ không bị mất nhiều, và các cái protein ở trong thịt cá thì nó sẽ không bị bay hơi nhiều. Đấy, nói chung là cái bếp này của Nhật thì nó dùng rất nhiều bác thích này. Đấy các bác nhá, Hitachi. Đấy, bếp này thì nó có thể sử dụng cho những cái nồi đây đấy, đường kính tối đa là khoảng 27 cm nhé. Đấy, rất là lớn luôn các bác ạ. Đó, và con này thì mặt kính nhìn rất là đẹp, sang đấy, xịn đấy, nói chung nhìn rất là đẹp. Các bác nhìn thấy cái thiết kế của bọn Hitachi nó bắt mắt không? Bắt rất là bắt mắt đúng không? Đấy nhá. Đấy, bác nào mà thích cái kiểu hào nhoáng bắt mắt thì là lấy con này. Đấy, còn bác nào mà thích cái kiểu dáng mà nhìn nó khỏe khoắn, đấy, nhìn nó khỏe khoắn. Nó mang cái hơi hướng gọi là kiểu dạng vuông vức, đàn ông cá tính, nam tính mạnh mẽ thì lấy con bên này. Đấy, con này thì nó thiết kế theo kiểu là mặt vuông nhá. Mặt vuông, nó không phải thiết kế mặt đây cũng là mặt vuông nhưng mà ở trong này nó có cái đường tròn, nhìn nó sẽ kiểu một dạng kiểu khác này. Còn con này là nó gần như kiểu thiết kế một mặt vuông ở đây và có một cái đường tròn ở giữa thì nó khác. Đấy, và mặt này là mặt của nó không 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 làm soi gương như này mà nó làm kính mờ như này, thấy chưa, kính mờ như này đấy, và nó tráng một lớp hoa văn kiểu dạng các cái chấm bi rất đẹp như này. Đấy, các bác nhé. Thì con bếp của Mamdi này thì nó là cái dòng Tabo IH1400. Đây là dòng công suất lớn của nó nhé. Đây, 1.400 là công suất lớn nhất của các cái bếp từ đơn rồi. Đấy, của Nhật thì là đây là 1.400 là công suất lớn nhất rồi. Đấy, và con bếp này thì các bác có thể thấy là nó về cũng còn rất đẹp. Hai con này em đưa lên cho các bác là em đã tuyển lựa ra từ những cái con bếp mà hàng nhà em. Đấy, và đây là một trong những con bếp đẹp nhất luôn. Đấy, nó bác nào mà thích lấy những con bếp này thì alo nhé. Đấy, bếp này bếp cực kỳ đẹp luôn đấy, rất là chất và đẹp. Đấy, hai con bếp này thì đều đang sống bình thường nhá. Ở đây em cắm cho các bác xem này, bếp con bếp mang đi trước đi. Đấy, thì con bếp mang đi này dùng đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả nhé.
Ở đây là chế độ nấu. À đây là chế độ chiên rán. Thì khi bật cái chế độ chiên rán này thì các bác sẽ thấy nó sẽ hiện là các số như là 200 này đúng không? Đấy, 190, 180, 170, 150 và đến 140 là thấp nhất. Thì đây là các cái nhiệt độ dùng để chiên rán. Đấy, thì các bác có thể tùy chỉnh các nhiệt độ làm sao cho phù hợp với cả cái loại thức ăn mình đang chiên rán nhé. Và chiên rán tối đa với nhiệt độ dầu lên tới 200 độ C. Đấy, được chưa? Còn khi mà các bác đun nấu để đun nước thì mình dùng cho em cái chế độ thứ hai ở dưới này. Khi mà đang ở chế độ này nhá thì mình muốn chuyển sang chế độ đun nấu ở phía dưới nhá thì mình phải ấn hủy để tắt đi. Đây là chế độ hủy, đây là nút tắt nguồn của máy nhá. Đấy. Và khi bật thì là mình sẽ bật ở bên này. Đấy, và bật với hai chế độ là chiên ở trên và nấu ở phía dưới. Để nấu thì nó sẽ hiển thị các cái thang thang công độ công suất ở đây. Công suất lớn này, lớn nhất này. Công suất ở mức vừa phải này. Công suất ở các mức nhỏ và được các mức ủ này, có thấp nhất này. Đấy. Thế thì mình bấm vào đây thôi nhá. Mình bấm vào đây thôi. Để tăng giảm. Bên này là hẹn giờ nhá. Đấy. Đây là số giờ, đây là số phút. Đấy. Và cái này để tăng ấn và giữ để tăng nhanh. Đấy. Ví dụ ai chót nỡ ấn nhầm sang 1 giờ rồi nhưng mà mình muốn về số phút thì ấn và giữ, khi nào nó quay về không thì nhả tay ra. Đấy, thì là mình sẽ ấn đến số phút này. Đấy, con bếp từ này thì đấy thì sau khi set thời gian thì kệ nó thôi. Thì nó sẽ đến cái thời điểm đó nó sẽ tắt đi thôi. Thấy nhá. Đấy. Và bếp anh canh có thể thấy là em đun nó bắt đầu đang sủi tăm rồi này. Đấy, tức là bếp nó vẫn đang nóng bình thường. Được không ạ? Đang sủi tăm này. Đấy, nhá, tức là bếp vẫn đang đun được bình thường luôn. Và lượng nước em đun cũng khá là nhiều mà ít đâu các bác. Đấy, các bác thấy này. Khá nhiều nước nhá. Ngọt khói bốc nghi rồi này. Đó. Ok chưa? Thì đấy là cái bếp mà Mamdi bên này. Và đang chạy bình thường nhá. Và cái bếp Mamdi này thì giá của nó là 690.000 đồng. Đấy. Bác nào mua được alo em nhá. Đấy. Bếp của Mamdi. Đấy, bếp này là cái con bếp mà nó sử dụng là mặt gương bóng. Đấy, thì là của Hitachi này. Đấy. Đấy, thì này, ghim điện vào này. Thì cái bếp của Hitachi này thì là nó dùng nó cũng sẽ tương tự như cái bếp bên này. Thì đây là nút tắt nguồn bật nguồn. À nút tắt nguồn, đây là nút bật nguồn. Bật nguồn cho chế độ gọi là chắc là cắm chưa vào điện đâu. Đây. Cái này nó nóng quá. Cái này nó bị gì ở đây, nó nhìn phím hút nó hơi nóng nhá. Đây nhá, này. Cái dây vừa nãy là kiểu để nó ấy quá nên nhiều khi lúc nó quay ấy, ở bên này thì nó dây nó đang vẫn còn đủ chiều dài thì nó không sao, cho sang bên đây nó cũng bị ngắn. Em phải cuốn vào đây này. Cuốn vào đây để cho nó lúc mình quay cái bàn này ra nó không bị kéo cái dây. Đấy, nó kéo dây nó cứ tụt xuống như này nhá, không làm gì được. Đây. Ok nhá. Đấy. Đây. Thì bếp này thì hoạt động thì nó cũng tương tự như cái bếp này. Thì sẽ có hai nấc đun là chế độ rút điện lắm rồi. Vừa em rút điện ra để em đây. Đấy. Thì nó sẽ có hai mức đun này. Bên này là đun để gọi là đun nấu này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị là công suất ở phía dưới. Đấy, và mình tăng giảm ở đây. Tương tự thì bên này là hẹn giờ. Đấy, nó thiết kế thì nó cũng tương tự nhau thôi. Các cái bếp từ này thiết kế tương tự nhau thôi. Con này thì set được tối đa là 2 giờ. Đấy. Đấy. Set được tối đa là 2 giờ. Và đấy, số phút ở bên này nhé. Hình như ấn giữ là nó sẽ nhảy số, đấy, nó sẽ nhảy liên tục này. Đấy nhá. À, thì đấy là hẹn giờ. Đó. Thì bên này là để hẹn chọn số phút, còn bên này là chọn số giờ nhá. Đấy. Tăng giảm đây. Đấy. Và đây là chế độ đun nấu. Còn muốn chuyển sang chiên rán này. Thì đầu tiên là mình sẽ phải ấn nút này. Đấy, để chuyển sang nhiệt độ này. Nhưng lúc này các bác sẽ thấy là ở đây bấm không được nhá. Nó chưa hoạt động bếp. Thì nó còn thêm một cái thao tác phụ nữa là bấm nút này. Là nút start bắt đầu.
Bình thường lúc này thì bấm luôn thì nó sẽ là đun nấu. Nhưng khi chuyển sang chiên rán thì nó hỏi là có muốn chắc chắn đun không, thì lúc đấy mình ấn một lần nữa để start ở đây để xác nhận. Đấy thì nó sẽ chuyển sang chiên rán này. Đấy và lúc này thì mình có thể là tăng giảm tối đa là giảm tối đa là 150 độ C và tăng tối đa lên là 200 độ nhá để chiên rán các cái thực phẩm. Đấy. Thì con Hitachi này cũng chạy ok. Đây. Các bác chờ tí nhá. Đây. Nước đang sủi tăm có thấy không này? Đấy, tăm nó sủi thì nó bếp nó phải nóng mới sủi tăm nhá. Đấy. Và con bếp Hitachi này thì giá của nó là 750.000 thì các bác nhá. Đấy thì bác nào đấy con bếp nào trong hai con bếp này alo cho em nhé. Đấy thì đấy là có hai cái sự lựa chọn cho các bác để các bác có thể là lựa chọn mua hàng. Đấy, một là con bếp MAMDI đấy Taboo H1400. Đấy, hai là con Hitachi HIT31 nhé các bác nhé. Bác nào mua con nào alo em nhé. Con này là 690, con này 750 nhé. Đấy, hai con đều là bếp đẹp luôn. Đấy, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.